안녕하세요. Đây là một ngày rất là đặc biệt, không những là chúng ta được thờ phượng Chúa, được gặp gỡ các con cái Chúa trong ngôi đền thờ này. Và hôm nay Chúa lại cho chúng ta có rất là nhiều người cũng là người Việt Nam, cũng là những người yêu người Việt Nam và có tâm tình với người Việt Nam rất là nhiều. Và hôm nay cũng đến đây có được những người đã học việc Chúa rất là lâu năm ở tại Việt Nam, cũng như là vị thầy của tôi, chắc là mọi người cũng biết là ông mục sư Trang Yona, là mọi người cũng đã biết mặt rồi đúng không? Dạ. Và cũng cảm ơn Chúa là Chúa cũng cho có những người cùng làm việc chung với tôi ở tại Việt Nam, bây giờ cũng gặp mặt lại đây. Và điều đặc biệt quý hơn nữa là chúng ta thấy rằng hội thánh chúng ta mặc dù rất là ít người, nhưng mà Chúa lại cho hôm nay Chúa đã sai các cô tới Chúa đến để mà hâm nóng lại cho chúng ta một cái tinh thần yêu mến Chúa cũng như là cái lòng nhiệt huyết. Tôi thiết tưởng rằng quý vị chỉ còn nghe một sư hát, các một sư hát cùng ban mai hăng hái lên đường thôi là mình cũng cảm thấy là mình cũng được nóng lên, nóng cháy với là cái tinh thần của các vị mục sư đó, đều là các vị mục sư chủ tọa của các hội thánh lớn ở tại Việt Nam. Cảm ơn Chúa và thật sự hoan nghênh tất cả quý vị ở tại đây. Yeah. Ừ, chào mừng mai. Sao chị sao rồi được chơi này? Hai anh em kiểu hai anh em chỉ về sao? Lý sao rồi về về học của mình na cái thời gian đó tổ kịp bữa chính mà. Hôm nay ai chút thứ là ngày hai anh em kể sao? Giờ đó sao làm thế? Việt Nam 사랑하는 많은 사람들도 보내주시고요. 여기도 아마 여러분도 알고 계시는 그 제 선생 같은 분, 그 장연아 선교사님은 다 우리 알고 계시죠. 예, 그리고 여기 또 오늘 특별하게 베트남에 있는 베트남 교회 탐민 목사님들도 이렇게 하나님께서 보내주셔서 우리에게 그 목사님 열정을 다시, 예, 그 열정을 얻으면서 우리 마음도 뜨겁게, 예, 하나님 사랑을 하게 되는 겁니다. 예. 다음 주는 이제 봐, 비교 chúng ta cùng quay lại. 신 주 ban phước cho anh, 신 주 ban phước cho chị, 신 주 ban phước cho ông bà, anh chị em, chúng ta cùng quay và chúc phước cho nhau. 예, 신 주 ban phước. 서로 예, 하나님께서 당신을 축복합니다. 진주 방금 자, 그러면 예. 자우. 자, 방, 두 분이. Thực ra thì hôm nay cũng cảm ơn Chúa là Chúa cũng cho là một số các vị mục sư, có thể là có người thì cũng đi nhiều lần, đi Hàn Quốc nhiều lần rồi, nhưng mà cũng có những vị mục sư chắc là cũng mới lần đầu đến Hàn Quốc và cũng lần đầu được đến thăm một cái hội thánh người Việt ở tại Hàn Quốc như thế này. À mà 오늘 오신 분들 중에 목사님들이 한국에 자주 오신 분도 있고, 그리고 그 중에 아마 처음으로 이렇게 한국 방문하고 한국 교회도 알게 되고 또한 한국에 있는 베트남인 교회 어떻게 됐는지도 오늘 처음으로 방문하게 되는 것 같아요. 특히 thì hội thánh ở Việt Nam thì cái số lượng rất là đông, mà hội thánh ở người Việt mà ở tại Hàn Quốc á, thì cái số lượng so với lại hội thánh Việt Nam thì nó chẳng là gì hết. Nó như là một cái số rất là lẻ, rất là nhỏ, như một hạt cát so với lại hội thánh Việt Nam. À mà Việt Nam ấy là kiểu về sông tù từ xuất gia ống chung mạnh chờ kiểu về sao. Nhưng đây giờ khi qua sao bồ nhị ca 한국에 있는 베트남인 교회 숫자가 여러분 교회하고 비교는 할 수 없습니다. 아주 작은 숫자입니다. 하지만 tin chắc rằng Đức Chúa Trời trong mặc dù rằng hội thánh chúng ta có bao nhiêu người hay là hội thánh chúng ta ở nước nào đi chăng nữa, nước Hàn Quốc, nước Việt Nam hay nước Mỹ đi chăng nữa, thì chúng ta cũng chỉ có một Chúa mà thôi. Và chúng ta cũng chỉ có chung một hội thánh mà thôi.
Mặc dù rằng là số lượng chúng ta rải rác ở đâu đó, nhưng mà chúng ta là cùng chung một hội thánh chứ không phải là khác hội thánh. Amen. Yeah. 사실 우리가 어떤 위치에 있어도 어떤 지역에 있어도 어떤 나라에 있어도 우리 한 분만 하나님이시고 그리고 교회도 하나입니다. 예, 우리 다 이렇게 흩어지지만 그런데 다 하나님 믿고 그리고 한 교회 있기 때문에 우리 서로 한 가족입니다. 그러면은 xin Chúa cho quý vị cảm thấy ấm áp khi mình được gặp những người cũng là cùng chung chung trong gia đình của mình mà bây giờ mình mới biết. Giống như nãy vì mục sư Sơn ạ, dạ mục sư Sơn có nói rằng là tôi là bà con với mục sư Thảo mà bữa nay mà thực sự là tôi không hề biết cái điều đó, và bây giờ mình mới biết được điều đó và mình cảm thấy là rất là vui là bây giờ mình có những con người rất là gần gũi với mình chẳng hạn. 아까서 목사님이 소개했는데 자기는 저기 목사님이 저하고 막 친척이에요. 제가 삼촌이라고 불러야 된다 그렇게 얘기하셨는데 저는 사실 전혀 몰랐어요. 몰랐고요. 우리 목사님 얘기할게. 사실 그때 월요일 날 만났을 때 목사님도 살짝 얘기했는데 뭔지 몰라서 그냥 네네네네라고만 하고. 근데 정말 우리 가족 있구나라고 하면서 따뜻하게 그 마음을 그렇게 그 따뜻한 것을 느끼게 되는 겁니다. và điều đặc biệt là đấy khi mà nhận ra mình là những người thực sự chúng ta là những anh chị em trong gia đình của Đức Chúa Trời thì tôi ước rằng chúng ta sẽ cảm thấy ấm áp và tôi cũng thật sự rất là vui và cảm thấy giống như được kính lệ vậy đó. Mình ở một nơi rất là xa xôi như thế này vậy mà Chúa không những chỉ gửi một người mà Chúa gửi rất là nhiều tôi thơ Chúa đến để thăm cũng như là cầu nguyện và động viên kính lệ và nhớ về công việc Chúa ở tại đây. Và điều đó giống như là một cái gì đó Chúa thêm sức mạnh cho tôi rằng Chúa muốn nói với tôi rằng Chúa yêu tôi, Chúa yêu hội thánh của ta và Chúa muốn rằng chúng ta nhận biết được điều đó. Amen. 여러분 그리고 한 명만 하나님께서 보내주신 거 아니요. 너무 여러 사람들 이렇게 먼 곳에 있는 우리 그리고 아주 작은 교회이지만 이렇게 하나님께서 많은 목사님들 그리고 베트남 사랑하는 많은 사람들 보내주신 게 바로 하나님께서 보여주고 싶으시는 것은 우리를 사랑하시는 것입니다. 저를 사랑하는 것 때문에 분당 베트남인 교회 그리고 여러분 하나님께서 사랑하시는 것을 확실한 것을 여러분 다 믿으시기 바랍니다. Thưa quý vị, quay trở lại với cái chủ đề mà chúng ta cùng tìm hiểu hôm nay. 오늘 우리 다 같이 하나님 말씀 살펴보면서 그리고 이 우리가 존재하는 이유 이 제목으로 한번 살펴봅시다. 지금 다들 tìm hiểu về cái chủ đề đó là lý do chúng ta tồn tại. Không biết là quý vị có biết rằng chúng ta có biết rằng tại sao chúng ta tồn tại ở trên đời này hay không? Hay tại sao chúng ta phải ở ngay tại đây, ngay tại Hàn Quốc này? Hay là quý vị mục sư này thì tôi biết mục sư Tùy trước đây tôi đây là cái điều mà tôi rất là bất ngờ là bởi vì mục sư Tùy quay trở về Việt Nam và hồi trước ở Việt Nam hồi đó là tôi nghĩ trong đầu á là mục sư Tùy đang ở ngay Campuchia. Mục sư Tùy ở Campuchia mà nhưng mà kỳ này á là chú cho thì bây giờ tôi gặp lại thì là mục sư Tùy bây giờ lại là ở và hồi trước ở hội thánh Phan Lý và ở Việt Nam đó là một điều rất là vui mừng mà chúng ta thấy là cuộc đời của các vị mục sư nay đây mai đó. Đúng không? Lúc thì ở Campuchia, lúc thì ở hội thánh này, lúc ở Phan Lý, lúc ở thành phố Hồ Chí Minh, lúc ở Đồng Nai, nói chung là mới biết ở đâu trơn. Đấy, mục sư gì mà gì nhỉ? Mục sư trẻ tuổi nhất, mục sư Tài, đúng rồi, mục sư Anh Tài thì là hồi đó là ở tôi được biết là vợ mục sư Tài là ở ngay Phú Mỹ Xuân. Dạ vâng. Thế nhưng bây giờ thì lại nghe thì là đang ngồi bị chú ở. Dạ mũi nè. Nói chung là ngay đây mới đó
Má biết tại sao mà lúc thì mình ở đây, lúc thì mình ở kia đúng không nào? Dạ. Chúng mà yogi bomenyo. 사실 우리 인생이 왜 여기 존재하는지 예 한번 혹시 여러분 생각해 봅시다. 해봤습니까? 목사님 인생 보면요, 어떤 목사님은 제가 알고 있는 목사님은 아까 한 명 중에 사실 그 캄보디아에서 거기서 선교했는 것을 알고 있는데 갑자기 오늘 소개 들어보니까 판디에서 그러니까 베트남에 다시 돌아왔어요. 그리고 어떤 제 아는 목사님이 제 고향에 있는 제 동네에 있는 목사님인데 지금도 다른 지역에 있는 거예요. 왜 그런가요? 야, và không biết là quý vị ở tại đây có cảm nhận được rằng là tại sao mình lại ở Hàn Quốc không? Đặc biệt là những người ở Hàn Quốc. 그리고 한국에 있는 여러분 왜 한국에 있는지. 혹시 생각해봤습니까? ông mục sư Giang Yona thì ông người Hàn mà ông lại ở Việt Nam mà ông phải ở một năm, ông ở hai năm. Cảm ơn Chúa vừa rồi kỷ niệm là 30 năm ông ở tại Việt Nam luôn. Ông ở Hàn Quốc không sướng mà tự nhiên người Việt Nam thì chạy qua Hàn Quốc sống, còn người Hàn Quốc thì là ông lại đi qua Việt Nam mà ở tới 30 năm trời. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng sao? Sao kỳ vậy? Đúng không nào? Mình không hiểu được tại sao. Có nhiều người thì là đâu một cái tự nhiên cái mình lập gia đình với người Hàn, đúng không? Mình cũng không nghĩ ra, đúng không? Rồi thì mình đang ở Hải Phòng hay là mình đang ở Mỹ Tho ở đâu đó, tự nhiên cái là mình lại qua Hàn Quốc và mình gặp một người Hàn Quốc, rồi họ biết về Chúa, và tự nhiên cái bữa nay mình đến nhà họ, không biết tại sao mình lại ở đây. Thì chúng ta thấy rõ ràng là nhiều khi rằng sao, giống như là nó giống như là gọi là tự nhiên nó vậy á, đúng không? Mình cứ nghĩ là tự nhiên nó vậy, chứ nhưng mà thực tế không phải là tự nhiên. Cái gì tự nhiên? Người ta nói là tự nhiên có nghĩa là người ta không biết thì thường họ hay nói là tự nhiên nó vậy. Nhưng thực chất chúng ta luôn luôn có những lý do mà chúng ta phải ở đây, lý do chúng ta ở đâu đó, đó là bởi vì có những cái nguyên nhân rõ ràng và cố định, thưa quý vị. 여러분, 우리 우연히 그렇게 됐다, 그렇게 생각하는, 할 때가 많은데, 근데 아니에요. 우연히 사람들이 이런 말 할 때는요, 그게 몰라서, 이유 몰라서 우연히 그렇게 됐다라고 했고요. 이유가 있는 겁니다. 그래서 한국에 있는 그 사람들, 베트남 사람들, 갑자기 뭐 베트남에 있는데 또, 결혼하러 오고, 의학하러 오고, 또 근로자로 오는 우리 여기서 존재하는 이유들이 있는 것입니다. 특히 quý vị, chúng ta quay trở lại phân đoạn kinh thánh này để chúng ta thử xem Chúa dạy chúng ta qua lời Chúa thì chúng ta học được điều gì và tìm ra được cái lý do chúng ta tồn tại ở trên đất này. 우리 다시 한번 이 하나님 말씀 다시 살펴보면서 이 말씀을 통해서 우리 존재하는 이유 한번 살펴봅시다. 자, 이제 chúng ta quay trở lại phân đoạn kinh thánh này thì chúng ta sẽ thấy được rằng đó ở tại đây cho chúng ta thấy là Chúa lúc đây ở tại tin lành hôm nay chúng ta đọc ở trong Luca đoạn 4 là Chúa được chép ở trong Luca đoạn 4 từ câu 42 cho đến câu số 44. Thật ra ở trong Luca đoạn 4 thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu đã bắt đầu chức vụ của Ngài với một cái lịch trình rất là bồng bềnh. Yeah. Luca 복음 보시면요, 예수님 이제 사역 시작하면서 굉장히 아주 바쁜 일정으로 사역했습니다. 그러면 biết rằng Chúa Giêsu ban đầu khi Chúa Giêsu vừa chiến thắng, sau khi mà Chúa Giêsu chiến thắng ma quỷ xong đó, thì là Đức Thánh Linh đại dạy trên Chúa Giêsu, và lúc đó bây giờ Chúa danh Kinh Thánh nói là ở trong câu 14 nói là danh tiếng của Chúa đồn khắp các xứ chung quanh. Giêsu님께서 시험 시험을 받으면서 그 시험 끝나고 성령님께서 충만하게 되면서 그리고 예수님 이제 나갔는데 이제 예수님 이름이 사람들이 엄청 많이 알게 된 겁니다. Vì sao danh tiếng Chúa lại đồn ra như vậy?
Bởi vì Chúa Giêsu đi đến các nhà hội để mà Chúa giảng, và tới đó mọi người nghe Chúa giảng hay quá, cho nên họ khen ngợi Chúa. Vậy nhưng mà dễ xưa thì mình nhớ chỉ bị nóng sốt thôi mà Chúa cũng tìm tới Chúa chữa lành cho. Rồi có người thì bị quỷ ám, rồi đủ thứ bệnh hết, người ta đem tới và bao nhiêu bệnh đem tới thì là Chúa cũng chữa lành cho họ cả. Thập phương sa nam hani và sư tê giê xu niêm kê sơ thạc sơ chú sơ sơ yô cư phê tư đô vậy cư á nê cư chô kì mò chì ô mò nhím cư buôn dân nà sơ cư nhau thấm ghi khạch tê yô kren đê tố 그렇게 예수님께서 고쳐주시고 그리고 피신 거리는 사람들도 예수님께서 다 고쳐주셨습니다. 이 말이 나라 주수 먹으라? 그래서 너무 바빠요. 바쁘다고요. Và rõ ràng là đây là cái công việc dễ hay khó thưa quý vị? Dễ hay khó? Khó là bởi vì sao gặp nhiều người, nói chung là mọi người không dám nói là khó hay dễ tại vì là quyền năng của Chúa đúng không? Nhưng mà ý tôi nói rằng nếu như mà so với là cái công việc bận bịu như thế này thì phải làm cái công việc mệt, rất là mệt mỏi, đi khắp nơi rao giảng và giảng dạy về lời Chúa thì rất là mệt mỏi. Sao chứ? Đi trong cứ pháp ư đi trong ngày sau nương. Thôi mà, ý là nương gọi là đi xa ra mình là bị kêu mình nhờ. Nó mô hiếm tường y rừng xa. Dạ. Và Chúa Giê-xu, thế nhưng mà Chúa Giê-xu đi đến đâu thì đoàn dấu kéo theo đến đó. 예수님 어디로 가면요 사람들 다 쫓아가는 거예요. 그러나 방법, 그러나 방법 너무 바쁩니다. 아 바쁩니다. Thế nhưng mà chúng ta có thể xem ở trong câu số 42. Xin chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa ở trong 42. Chúa Giêsu đã gặp phải cái điều gì và Chúa có một sự kiện gì đã xảy ra. Xin chúng ta cùng nhau đọc ở trong câu số 42. 42절 말씀. 어떤 일이 생겼는지 한번 살펴봅시다. Chúng ta cùng thắc chiều pháp chúng ta đi đọc hai bác. Việc vừa rạng ngày, Ngài ra đi đến nơi vắng vẻ, một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Họ theo kịp, giữ Ngài ở lại, không muốn để Ngài đi. Câu số 43 xin chúng ta cùng đọc luôn. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng, ta cũng phải rao tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Amen. Có rất là nhiều người tìm đến Chúa, họ tìm đến Chúa nhưng mà Chúa lại từ chối nói không, Chúa không ở đây đâu, Chúa còn phải đi được chỗ khác nữa. Ngày hôm nay có ai đi đến tìm mà nghe chúng ta giảng mà chúng ta thích lắm rồi đúng không? Rất là muốn, có lẽ là chúng ta sẽ ngồi đó và chúng ta sẽ không bỏ đoàn dân nữa đâu. Chúng ta sẽ ở lại đó để mà chúng ta sẽ tiếp tục rao giảng về lời Chúa. Nhưng mà lạ lắm, Chúa Giêsu lại từ chối họ và Chúa Giêsu đi đến nơi khác. Mà nơi xa làm từ đi xa xì ủ đi xa giấc cha tên là cha chí rau ạ sư tên là nhờ Còn ủ đi gần ổng kịp tư ghét chờ mà nơi xa làm từ đi ạ sư nhì Còn mình cứ xa làm từ bỏ đi chả ảnh được cởi ổ hồ kì kế xô ít sư cởi ổ 설교하고 그 사람하고 인도하고 막 사역도 하고 근데 예수님은 이상하게 예수님이 그 사람들 거절하고 다른 데 나도 가야 된다고 그렇게 얘기하셨습니다. 이유는 라비샤바이 왜 그렇습니까? Chúng nói rằng không phải là Chúa chỉ lo cho những người ở tại đây không, mà Chúa nói rằng Chúa còn phải làm gì nữa? Đi rao tin lành của Đức Chúa Trời nơi gì? Nơi khác nữa. Tiếng Chúa muốn nói rằng không phải chỉ có những người này không, nhưng mà Chúa muốn nói với họ rằng là còn rất là nhiều người, và nhiệm vụ của Chúa là phải đi nhiều nơi nữa, chứ không phải chỉ có thể dừng ở tại đây. Giê-xu-ni-ke-so 그 장소에 그냥 그
정도만 그 많은 사람들한테만 사역해도 만족할 수 있는 거인데, 그리고 예수님은 아니다. 내가 또 다른 데 또 가야 된다고요. 다른 데 복음 모르는 사람들도 많이 있기 때문에 내가 가야 된다고 얘기했습니다. 그리고 내가 지금 가야 되기. 주나랑 vì lý do có những người chưa biết gì về tin lành của Chúa, cho nên đó là lý do mà Chúa phải đến trần gian này. Chúa Jesus muốn nói rằng vì Ngài có một cái sứ mạng rao truyền tin lành của Đức Chúa Trời cho những người chưa biết gì về Chúa, cho nên Ngài phải xuống trần gian này. Đó là lý do Chúa Jesus đến trần gian này. Chào buổi. Jesus님께서 이 땅에 오시는 이유가 이 땅에 많은 사람들은 아직까지 하나님 나라 복음을 모르는 사람들 너무 많이 있기 때문에 그 사람들에게 이 복음을 전해야 하는 거이기 때문에 그래서 예수님께서 이 땅에 오셔야 하는 이유입니다 라고 했습니다. 여러분 đây chính là mục đích mà Chúa đến trong gian này. Jesus님 이 이유 때문에 이 땅에 오셨습니다. Chúa muốn những người ở trên trần gian này có thể biết về Chúa và tin lành cứu rỗi của Chúa, trong đó có chúng ta. Jesus님께서 원하는 것은 이 땅에 모든 사람들 복음 알 수 있도록 그 사람들 중에 우리도 포함된 것이다. Chúa muốn tôi, Chúa muốn mỗi người chúng ta đang ngồi ở tại đây được biết Chúa. Jesus님께서 원하는 것은 저와 여러분 여기 각각 한명한명 다 복음을 알고 전국에 들어가고 가게 하는 그 뜻이 있는 겁니다. Điều này chứng tỏ là Chúa rất là yêu chúng ta. Yêu chúng ta rất là nhiều. 이거 바로 예수님은 우리를 너무 사랑하는 겁니다. Thực ra, quý vị, thường mà ai mà yêu mình thì mình phải đặc biệt lắm người ta mới yêu, đúng không? Mình mong đặc biệt, mình không có một cái gì đặc biệt nổi nổi lên tí hay là một cái gì dễ thương thì cũng chẳng ai thèm để ý đâu. Nhưng mà mình bởi vì có một cái gì đó mà trong mắt người ta thấy đẹp, thấy dễ thương, thấy quý, thấy mến, cho nên người ta mới yêu mình. Sao gì? 사람들이 나를 사랑할 때 내가 정말 어떤 사람 되어야 사람들이 나를 사랑하는 거죠. 뭐 좀 특별하게 예쁜 거, 아니면 어떤 재능 있는 거, 아니면 막 귀엽다, 막, 응? 아무튼, 그래도 예쁜 거, 착한 거, 뭐 그런 것들, 발견하게 되면 사람들이 나를 사랑할 수 있지만. 그러니까 chúng ta là những con người như thế nào mà Chúa Giêsu lại yêu. 근데 우리는 어떤 사람인데 예수님께서 우리를 사랑했으니까 chúng ta là những con người kinh thánh chép rằng trên đời này mọi người trong đó có tôi, trong đó có tất cả chúng ta đang ngồi tại đây đều là những người có rất là nhiều lỗi lầm. 하나님 말씀에서 기록하셨는데 마, 이 세상에 있는 모든 사람들 그 중에 나도 포함하는 거인데 모든 사람들 다 죄인이다. 죄인입니다. Chúng ta là những con người chẳng ra chi. Vậy mà Chúa vẫn yêu. 그냥 이 죄인인데 그래도 예수님을 우리를 사랑했습니다. Trong cuộc đời của quý vị có ai là những người mà quý vị cảm thấy là người ta yêu mình không? Chẳng hạn giống như là ai? Chồng mình, vợ mình, đúng không nào? Yeah, chồng mình, vợ mình. Và mọi người có cảm thấy đặc biệt không? Nhiều khi giống như, không biết là mọi người có suy nghĩ không? Tôi nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ như là tự nhiên cái mình ở bố mẹ mình thương mình, sinh mình ra, cuối cùng lớn lên mình lại đi qua ở nhà người khác mất. Mình lại yêu thương người khác mà mình lại không, mình không ở cái nhà mà có bố mẹ mình thương yêu mình mà mình lại bỏ cái nhà đó, mình đi qua mình yêu người khác. Mà có thể là nhiều khi mình cũng bị hơi lung lay á, giữa tình và nghĩa bên nào nặng hơn bên nào, đúng không nào? Giữa gia đình, giữa cha
mẹ và người yêu, không biết bên nào nặng hơn bên nào. Nhiều khi nó cái tình yêu nó lớn cái mức độ nó như vậy á, là bởi vì sao? Bởi vì là có một người yêu mình, vì họ yêu mình cho nên là mình cảm thấy là sao? Mình cũng cảm thấy là mình muốn yêu họ. Tôi ao ước rằng đó cũng chính là cái tình yêu rất là vững chắc, đặc biệt là đối với lại các quý vị là những người mà đi từ Việt Nam, quý vị nói tôi thấy rằng quý vị yêu chồng mình hơi bị mạnh đó. Có nghĩa là đi bỏ cả quê hương xứ sở của mình, ông bà cha mẹ người thân gì cũng không còn ở bên cạnh, chỉ có một mình thôi, mình vẫn gọi là dũng cảm để ra đi mà để mà đến với người chồng của mình. Thì thật ra đó là một cái tình yêu, gọi là một cái tình yêu rất là đặc biệt đó. Rất là đặc biệt đó. Và tôi ao ước rằng nó, quý vị sẽ giữ mãi được cái đặc biệt đó và luôn yêu cái người thương của mình ha, người chồng hay người vợ của mình một cách thấm thiết nhiều hơn nữa. Xin Chúa ở cùng tình yêu của quý vị, đặc biệt là trong gia đình. Trong hội thánh của chúng ta có rất là nhiều những gia đình khác ngôn ngữ, đúng không, khác rất là dân tộc, đúng không, vậy mà quý vị vẫn có thể ở chung được với nhau. Quý vị cần có một cái tình yêu rất là lớn, cần một cái tình yêu rất là lớn. Yeroguen Sashi 여기 우리 교회 성도들 중에도 그 아무튼 베트남 나라를 떠나고 가족을 떠나고 이렇게 한국으로 결혼하러 온 사람들은 정말 힘든 거인데, 아주 외롭고요, 힘든데. 그런데 정말 이 가족이 중요하다고, 남편이 이제 내가 이 사랑을 받고 싶다고 해서 그 간절한 마음이 때문에 여기까지 오는 여러분 용기가 대단합니다. 근데 그러니 30년 là cái ông ở qua Việt Nam và ông có tấm lòng hướng về đất nước Việt Nam như vậy. Tôi buồn. Nhưng mà hôm xa xì 가족도 기억하고 가족 그리운 사람인데, 가족도 사랑하지만, 그런데 왜 베트남에 왔습니까? 그거 바로 베트남 영혼들을 사랑하기 때문에 그때 제가 느꼈어요. 근데 지금 다시 해보니까 30년 후였네요. 30년 끊임없이 지금까지 30년 됐어요. 또 quý vị, tôi nói là với quý vị đó, tất cả chúng ta đều là con người thôi à. 우리 모두 다 사람입니다. Cái sự chuyển động của chúng ta có cái giới hạn quý vị. 우리 건디하는 한계가 있습니다. Cũng có những cái chúng ta đau, cũng có những lúc chúng ta buồn, cũng có những cái chúng ta cảm thấy là không thể chịu đựng được. Ở tên tay lươn, sức phục vụ. Ở tên tay lươn, về lớp cổ. Ở tên tay lươn, còn đi hát sọc ta. Cứ đó nực kim ý xì đà. Thế nhưng mà tại sao những rất là nhiều con, những quý vị họ việc Chúa, bản thân nhìn lại vị thầy của tôi là ông Chayana, cũng như các tôi đó Chúa ở tại đây, thấy chính bản thân tôi nhiều lúc tôi cũng nghĩ là tại sao mà mình phải cứ tiếp tục ở trong cái vị trí này và tồn tại ở tại đây. Quý vị, nếu như không có cái sứ mạng mà Chúa đặt để trong lòng của mỗi chúng tôi thì tôi tin tưởng là không bao giờ chúng tôi đủ sức để chúng tôi có thể làm được điều đó hết. Chúng tôi có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào bởi vì chúng tôi cũng là con người như quý vị mà thôi, thưa quý vị. Quý ta người Việt Nam nè, nhưng mà vì lúc kia, chúng ta cứ chịu cái gì, người ta đều cái, phục vụ cho nhau, thì cái đó là cái, 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 cái phải làm sao để mọi người có thể cảm nhận được cái tình yêu của Chúa dành cho mọi người là rất là lớn, thưa quý vị. 그런데 그러면요, 이 사명은 무엇입니까? 바로 어떻게 하면은 많은 사람들, 복음 모르는 사람들에게 하나님 사랑을 아시도록 우리가
전해야 하는 사명입니다. 저는 이렇게 듣고 있어요. 그러는 이유야. 나베도 이제 나쁘다. 너 나베도 이제라. 오이 무슨 나와요? 그 수많은 고호탄 분단 이게 참나 다올라가지고. 어떤 한국 성도들은 저한테 한 목사님 난 정말 목사님 교회 사명을 들을 때마다 마음이 아프다고요. 그래서 thế là tôi mới hỏi ủa sao lại đau lòng làm sao sứ mạng của chúng tôi có gì mà đau lòng thì họ nói gì nè gieo ở Hàn Quốc mà lại gặp ở đâu gặp ở tại Việt Nam có nghĩa là phải ai không muốn là mình gieo ở đây rồi mình sẽ gặp luôn ở tại đây mình sẽ cảm thấy nó vui hơn đúng không nhưng mà cái sứ mạng mà Chúa giao phó cho hội thánh của chúng tôi á đó là gieo ở Hàn Quốc nhưng mà cái lúc mà gặp á là đôi lúc lại là gặp hái ở đâu đó ở Việt Nam ở tại một cái khu vực nào đó cho nên là người ta nói là một số thảo bởi vì cho nên là cứ gây dựng rồi họ đi về mất cứ gây dựng ở đây là cứ một khoảng thời gian họ chỉ được ở tại Hàn Quốc một thời gian thôi rồi gây dựng rồi mọi người đi về gây dựng rồi mọi người đi về nhiều lúc mọi người họ đứng ở ngoài họ nhìn vào á họ nói công việc này quá là vất vả không có được khích lệ chỉ có về Việt Nam mới cảm thấy về Việt Nam thì mình mới thấy được cái kết quả như thế nào hiểu thì là mới thấy dạ mà는 사람들 사실 이 신문관은요 우리 신문관은 열매 맺는 것도 보고 싶죠 그런데 우리 교회한테 하나님께서 주시는 사명이 한국에서 신고 이 열매 맺는 거는 어디예요 그냥 마치나 어떤 지역에 있는 거예요 가끔도 우리 못 봐요 그러니까 여기 한국에 있는 기관이 많은 사람, 베트남 사람들한테는 요 기관이 있어요. 그 기간 끝나면은 또 베트남 들어가요. 그러니까 우리 하는 일은 여기 키우고 그리고 또 나가고 키우고도 나가고 예, 두고 봐요. 근데 mà thực sự đó là sứ mạng mà Chúa giao phó. Và cảm ơn Chúa là như vậy. Tôi thì mỗi lần tôi về Việt Nam thì thay vì là tôi về miền Nam nhiều thì Chúa lại cho tại vì những anh em, những anh chị em ở Hàn Quốc của mình đó hầu như đều là những người ở tại miền Bắc. Cho nên khi mà anh em qua đây tin nhận Chúa hoặc là mình đi về mình thăm gia đình của họ chẳng hạn đó thì là hầu như là ở khu vực miền Bắc. Và cảm ơn Chúa. Nhờ đó quý vị nhìn lên cái bản đồ quý vị thấy đó là điều mà vừa rồi chúng tôi 14 năm chúng tôi cảm tạ Chúa thì chúng tôi cảm ơn Chúa đó là đây là những cái nơi mà Chúa đã gửi họ đến với hội thánh của chúng tôi và họ tin Chúa và bây giờ họ đã về ở tại những cái nơi đó bây giờ nó đang rải rác ở đâu đó đó ở ngay cái những cái vùng mà Chúa đã gửi họ đến tại nơi đó Chúa cũng cho hiện nay cảm ơn Chúa là qua hội thánh của chúng tôi thì là mặc dù hội thánh rất là bé nhỏ nhưng mà cũng đã được 3 cái nhà thờ ở tại miền Bắc là mình cũng được xây dựng lên rồi rồi Chúa cũng cho cũng được góp phần công việc Chúa với lại sinh viên thần học của miền Bắc chẳng hạn. Và rồi chúng tôi cũng có một cái sự nối kết giữa Hàn Quốc với Việt Nam trong cái việc công việc thờ vị Chúa. Cho nên nhiều khi mình thấy được kết quả đó thì mình mới vui. Nhưng mà nhiều khi đôi lúc mình cũng chẳng thấy. Nhưng điều đó không quan trọng. Vấn đề ở chỗ là gì? Làm sao để mọi người có thể biết được rằng Chúa yêu họ? Làm sao để mọi người có thể cảm nhận, biết được tin lành? Và làm sao để mọi người có thể nhận được cái quyền được bước vào nước thiên đàng? Đó là lý do mà Chúa muốn tôi cũng như rất là nhiều tôi tới Chúa cũng như các con cái Chúa ở tại đây chúng ta ở tại Hàn Quốc đây ở tại bất cứ một nơi đâu chúng ta tồn tại ở tại đó để chúng ta nói về Chúa cho mọi người thưa Yeongwon saeul 어떤 열매 그거 그거는 하나님 권한이고요 그런데 우리 사명 중요한 것은 우리 사명입니다. 이 사명은요 어떻게 하면은 어떤 위치 어떤 일을 통해서도 사람들에게 하나님 사랑을 알려줘야 됩니다. 이분들은 복음 받고 하나님 나라에 들어갈 수 있는 일입니다. 저는 것은 주 cho quý vị hãy nhớ rằng mục đích của chúng ta tồn tại trên đời này đó là gì? Không phải chúng ta ăn ngủ kiếm tiền lập gia đình sinh con để cái mà là chúng ta phải làm sao mà nhiều người được biết về Chúa tại nơi mà Chúa sai mình đến. Quý vị đang ở tại Hàn Quốc hãy làm điều đó.
Nếu Chúa sai quý vị về Việt Nam, hãy làm điều đó. Cảm ơn Chúa, các tôi nói Chúa luôn có một tinh thần sẵn sàng. Luôn luôn đi đâu, ở khu vực nào, Chúa sai mình đến, mình cũng hầu việc Chúa ở tại đó. Và nguyện xin Chúa ở cùng, Chúa cho chúng ta sẽ đừng bao giờ quên sứ mạng của mình. Hãy nhớ chúng ta tồn tại để nhiều người được biết về tình yêu của Chúa. Amen. Nguyện Chúa cho chúng ta sẽ đi khắp nơi. Chúa Giêsu đã đi khắp nơi để rao giảng tin lành thế nào, thì con xin Chúa cũng cho chúng ta cũng sẽ sẵn lòng đi khắp nơi. Quý vị biết không, tôi mới vừa đi Việt Nam về tối qua. Vừa rồi tôi mới gặp quý vị mục sư ở đây ngày thứ hai rồi. Sau đó tôi đi dạy ở trường xong rồi thì thứ tư vừa rồi tôi về Việt Nam. Và tối hôm qua tôi mới vừa đến sân bay Hàn Quốc lúc khoảng 9 rưỡi đêm á. Tôi lái xe về nhà và bây giờ tôi lo công việc Chúa như vậy. Nhiều khi Hội Thánh tôi có thấy tôi đi suốt à. Hội Thánh đi suốt mà nhiều khi mọi người cũng hỏi mục sư sao bận biểu quá vậy, đi tùm lum vậy. Dạ nhưng mà quý vị không, cứ mỗi lần mà Chúa cho mà tôi được đi đâu, Chúa muốn tôi đi đến đâu thì tôi cũng sẵn lòng và cảm ơn Chúa. Đợt vừa rồi tôi về Việt Nam, tôi thăm một cái cô nhi viện. Tôi thăm một cái cô nhi viện thì tôi được đây là lần thứ mấy lần là lần thứ năm lần thứ sáu rồi tôi thăm cô nhi viện này. Nhưng mà hôm nay tôi cảm ơn Chúa vô cùng là bởi vì tôi biết được một câu chuyện của một cô bé. Đó là trong cái số trẻ đó thì có một cô bé lớn nhất, đó là học năm nay học lên lớp 12 rồi. Và bữa nay lâu nay mình cầu nguyện cho bé và mình cũng hỗ trợ cho bé thật là nhiều, nhưng mà bữa nay mình mới biết được, thấy Chúa cho bé rất là yêu mến Chúa, đàn rất giỏi, hát rất hay và có tinh thần trách nhiệm đối với các em ở trong cái cô nhi viện ở tại đó. Tôi muốn chờ là ờ chê đập thứ năm 에서 왔습니다. 수요일 갔다가 그리고 어제 밤에 왔어요. 너무 하나님께서 어디로 가라고 하면은 그냥 갔어요. 그러니까 저는 그냥 교회에서만 사용한 거 아니고 베트남, 한국 뭐 왔다 갔다 많이 했어요. 근데 그동안 제가 이번에 방문하는 데가 고아원이요. 근데 그동안 제가 이 고아원 맨날 방문하고 기도하고 도와주는 거는 했는데 이번에 너무 감사한 일 알게 되는 거예요. 거기 큰 아이, 여자 아이가 한 명 있는데 이 아이가 지금 고등학교 3학년이에요. 나 tôi được biết rằng là bé, bố mẹ của bé là bị bệnh SIDA. Bệnh SIDA cho nên là không, bé không thể ở trong gia đình được và người ta biết được cho nên là người ta mới đưa bé vào trong cô nhi viện, và đây là cô nhi viện tin lành. Và nhờ vậy cho nên bé được biết Chúa. Mẹ bé đang chuẩn bị chết vì căn bệnh này, nhưng tôi cảm thấy rằng cuộc đời của bé giống như là được cứu sống vậy đó. Được cứu sống vậy đó. Nếu như mà không có bé, không có được ra thoát ra khỏi cái gia đình đó nó, mà ở trong cái môi trường đó thì tôi thiết tưởng tượng là chắc là bé buồn lắm á, không đủ sức chịu đựng đâu đó, hoặc là bé sẽ không có cố gắng để vươn lên trong cuộc sống đâu đó. Nhưng cảm ơn Chúa, tôi thấy bé rất là năng động và hoạt bát, cũng như là đàn hay nè, hát giỏi nè, rất là vui vẻ. Bởi vì biết được Chúa đưa vào trong cái cô nhi viện tin lành đó và biết được biết Chúa. Và vậy cho nên cuộc đời của bé có được cái niềm vui thưa quý vị. Và tôi cảm thấy quá tuyệt vời. Chúa tuyệt vời quá. Nếu Chúa không cho, Chúa không có kế hoạch gì để đưa bé ra và cho bé được biết về tin lành cứu rỗi của Chúa thì cuộc đời bé sẽ ra sao? Giờ giờ tôi buồn. Ý ai ra? 정말 계속 그 가족 안에 있으면은 어떻게 될까요? 근데 이 고아원, 기독교 고아원 오게 되고 예수님을 알게 되고 인생 바꾸면서 이제 아주 활발하는 아이 되면서 그 인생이 완전히 바꾸게 되니까 너무 놀랍다고요. 우리 인간 할 수 없는 일입니다. 저는 두근거리 cuộc đời của chúng ta khi có Chúa, gặp Chúa, cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi. Nó sẽ mở ra một trang sử mới. Và tôi ao ước quý vị cảm nhận được cái giá trị của một người được biết Chúa. Chúng ta tuy phải đối diện với sứ mạng, mình cũng muốn làm sao để mà mình phải nói về Chúa cho nhiều người. Nhưng chúng ta là những con người đặc biệt trước mặt Chúa. Chúng ta là dân thánh, dân thuộc về Đức Chúa Trời, là chức thầy tế lễ nhà vua. Xin Chúa cho chúng ta sẽ luôn nhớ sứ mạng mình và đừng bao giờ quên sứ mạng của mình.
rồi vì cuộc sống mà đánh quên đi cái sứ mạng quan trọng đặc biệt mà Chúa đã giao phó cho chúng ta. Nguyện xin Chúa thêm sức ở cùng mỗi chúng ta, và nguyện Chúa cho chúng ta sẽ luôn hết lòng để cùng nắm tay nhau làm sao để cho nhiều người được biết về Chúa, hầu cho những người xung quanh, gia đình và tất cả mọi người mà Chúa cho chúng ta được gặp đều được biết về Ngài. Amen. Dạ. Yeah. 여러분 이제 우리 손 잡고 어떻게 하든지 하나님 나라를 위한 너무 많은 영혼들 아직 모르는 예수님을 모르는 사람들에게 예수님 사랑을 알리자고요. 우리 빨리 그렇게 해야 이분들 인생을 빨리 바꿀 수 있습니다. 그리고 그 우리도 이제 아주 중요한 역할 하는 것을 깨닫게 하시기 바랍니다. 사명 있는 자, 우리는 하느님 자녀만 아니고요, 선택받는 민족, 그리고 사명받는 사람으로서 우리 사명을 잘 지키면서 우리 복음 잘 전하시기 바랍니다. 여기 날씨 뭐 우리가 chúng ta đọc một lần, chúng ta cùng nhau dành thời gian này để hướng lòng mình với Chúa. Quý vị, tôi được biết thông tin là Việt Nam, theo thông tin mới nhất đó là số lượng người Việt Nam tại Hàn Quốc là 240.000 người. Đây là số lượng lớn nhất ở tại Hàn Quốc, có nghĩa là trong số những dân tộc, những người nước ngoài ở tại Hàn Quốc thì Việt Nam chúng ta là đứng đầu. Yeah, đứng đầu. 우리 제가 통계 받았어요. 이번에 2019년에 베트남, 한국에 온 베트남 사람들이 이제 23만 명 됐어요. 23만 명. 그러니까 외국인들 중에 지금 베트남은 제일 많은 나라입니다. Và tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời có một cái kế hoạch để cho mọi người được qua đây và mọi người được biết Chúa, bởi vì có nhiều người ở Việt Nam không biết được, không có nơi đó, không có thể nghe đi làm được. Cho nên là Chúa đã đưa họ qua đây. Cho nên quý vị, chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Chúng ta nói về Chúa cho mọi người. Và đặc biệt xin quý vị chúng ta nhớ và cầu nguyện cho chương trình Việt Nam Love Sutha, Love Union sắp tới. Vào ngày 24 đến ngày 31 tháng 10 chúng tôi tổ chức cái chương trình, những cái chuỗi chương trình để mà truyền giảng cho các đối tượng trong suốt 8 ngày như vậy. Thì xin quý vị nhớ và cầu nguyện cho để Chúa thêm sức và cho chúng ta sẽ làm hoàn tất điều này. Dạ. 네, 그리고 10월 24일부터 31일까지 우리 베트남 Love Sutha, Love Union 행사 진행하는데 이 행사들은 이 행사는 목적이 복음 전하는 목적들이에요. 전도 집회들 여러 대상들에게 할 일들만 여러분 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 이번에 chúng ta cùng nhau hát với nhau bài hát bài ca cầu nguyện, sau đó chúng ta hướng lòng mình về và chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho bản thân chúng ta nhận biết được tình yêu của Chúa dành cho chúng ta thật lớn, cũng như xin Chúa giúp để cho nhiều người xung quanh chúng ta, mọi người có thể nhận biết được tình yêu của Ngài thông qua mỗi chúng ta cùng nhau hát bài ca. Oh,
하느님 사랑을 아시도록 주님 성령님께서 충만하게 해주시고 권능을 주시고 우리 어디로 가든지 복음 전하시도록 도와주시옵소서. 주 ơi, tôi còn cầu xin Chúa ngài cho nhiều người Việt Nam hơn nữa, nhiều người Hàn Quốc hơn nữa và những người ở trên trần gian này có thể được biết về tình yêu của ngài thông qua mỗi chúng con. Xin Chúa sử dụng cuộc đời của mỗi chúng con. Chúa nên mà nơi Việt Nam sa làm từ, mà nơi Hàn Quốc sa làm từ, y sẽ gây nên mà mỗi thứ sa làm từ. Chúa nên sa làm phục âm hai sự tổ đốc. Uriu sayong nghe chú sắp xa xa. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng ta kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Thánh. Xin mời quý vị. Amen.